Hello, xin chào tất cả anh em. Hôm nay hàng về được một lô hàng đĩa than. Tất cả đều là dòng nhạc giao hưởng, nhạc không lời đến từ những nhà soạn nhạc rất là nổi tiếng trên thế giới. Đặc biệt là Beethoven này, Mozart này, Chopin này. Rồi là một số cái nhạc tổng hợp nữa, rất là nhiều. Và đa phần là nhạc của Beethoven và Mozart là chính. Đó. Hàng về thì được khoảng độ tầm 69 đĩa. Có những album nó có hai cuốn. Có nghĩa là một cái như thế này thì ở bên trong là nó có hai đĩa. Đó. Thì cái bộ sưu tập này thì được mua tại cửa hàng Hát Ọp ở bên Nhật. Và rất là mới, rất là đẹp. Anh em có thể thấy đây là toàn bộ những cái đĩa. Toàn Beethoven, anh em có thể thấy. Đây là những cái đĩa ở bên trong, anh em có thể thấy nó rất là mới. Nói chung là hàng này thì không thể chê được cái gì cả, và tất cả những cái bài nhạc giao hưởng âm thanh nhất này kia của nó rất là hay. Đây em có thể cho anh em xem qua. Giá mua là 1.500 yên, có cái thì là 1.000 yên, nhưng mà cái này mua lô nhiều nên là được giảm giá. Đó, anh em có thể thấy rất là nhiều. Ở đây em sẽ cho anh em xem này. Riêng cái bộ sưu tập Beethoven này nó có từ gì nhỉ? Từ đĩa thứ 3 cho tới đĩa 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rất là nhiều anh ạ. Đây em quay cho anh em thấy. Những cái đĩa này là gồm có hai đĩa. Đó. Rất là nhiều. Độ mới của nó cực kỳ cao luôn. Tại vì đĩa này em mua ở siêu thị. Siêu thị đồ cổ Hát Ọp. Anh em thể thấy nó có rất là nhiều chương trình, rất là nhiều bản. Nói chung là cũng rất là may mắn mua được cái lô này. Anh em thể thấy toàn là của Beethoven hết. Cái này là tổng hợp Beethoven này, rồi Mozart, các kiểu con đà điểu. Đấy. Cái này là nhạc giao hưởng này thì đây là của, cũng là của Beethoven, nhưng mà ông này không biết là, nói chung là không có am hiểu nhiều lắm nên là đa phần là mua theo cảm tính. Thấy một số cái đĩa của những nhà soạn giả nhạc nổi tiếng thì em mua về em bán thôi. Anh em nào mà chơi đĩa than hoặc là nghe sâu về những cái này thì sẽ hiểu. Beethoven, Beethoven nhiều lắm, đến 60 mấy 70 cái nữa. Đó. Tất cả đẹp kem luôn. Đây là đĩa này, Beethoven này. Bây giờ mới thấy là ông Beethoven ông ấy sinh 1770 và chết năm 1827. Có nghĩa là ông ấy sống 57 năm. Đây là cái hình của ông. Đó. Đẹp lắm. Tất cả đĩa là anh em nào mà mua. Đây là von này, cái này là von 3 này, cái này là von 2 này. Đẹp tuyệt vời luôn. Quá đẹp. Nói chung là 69 cái này đều là những cái mà đẹp mới kem. Không phải chê, không phải nói nhiều về chất lượng. Đó. Hàng này thì nó tương đối là sâu tuổi. Này, Moza. Moza này. Đó. Rất là nhiều. Em vẫn còn một lô nữa đang về. Cái vỏ đĩa cái này rất là đẹp. Có những cái nó được ấy bằng vàng. Đẹp. Cái này để bày thôi, nhìn nó cũng phê rồi. Đây là một bộ luôn. Beethoven 3, 4 Beethoven. Đó. Nhiều lắm. Quá trời. Thôi quay tạm tạm như vậy cho anh em thôi. Cái này là Torosky này.
Đó. Anh em có thể thấy rất là đẹp. Bộ sưu tập luôn. Anh em có thể thấy cái vỏ bìa nó rất là mới. Này để trưng bày tôi cũng được. Có nhiều anh em chỉ có bán cái vỏ không. Đấy, đẹp không? Quá tuyệt vời. Rồi, cảm ơn tất cả anh em nhé. Anh em nào mà thích thì có thể liên hệ với em để mua. Cảm ơn tất cả mọi người. Nói chung là nhạc này là giống như kiểu những cái thể loại nhạc kinh điển. Mấy bác thiên tài hay nghe âm thanh, nghe nhạc giao hưởng này thì sưu tầm bộ này rất là đẹp. Cảm ơn tất cả mọi người.